lòng Chúa thương xót. Điểm chung giữa Thánh Gioan Phaolô II và Đức Phanxicô. Đức Biển Đức 16 nhận xét rằng những người trình bày Thánh Gioan Phaolô II như một nhà luân lý nghiêm khắc đã bỏ qua sứ điệp của Ngài rằng cuối cùng thì lòng thương xót của Chúa mặn hơn sự yếu đuối của chúng ta. Hơn nữa, ở điểm này có thể tìm thấy sự hiệp nhất nội tại giữa sứ điệp của thánh gioan phaolô hai và những ý tưởng căn bản của đức thánh cha phanxicô đức gioan phaolô hai không phải là người nghiêm khắc về luân lý như một số người đã miêu tả với tâm điểm là lòng chúa thương xót ngài cho chúng ta cơ hội chấp nhận những yêu cầu đạo đức dành cho con người ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể thực hiện đầy đủ bên cạnh đó những nỗ lực đạo đức của chúng ta được thực hiện dưới ánh sáng của lòng chúa thương xót sức mạnh chữa lành cho sự yếu đuối của chúng ta trong một lá thư dài gửi đến Đức Hồng Y Stanislaw Zewit nhân kỷ niệm bách niên ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng do An Paulo đệ nhị, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 ca ngợi những ký ức, lòng thương xót và tác động của vị tiền nhiệm vĩ đại và người bạn thân yêu của Ngài. Đức Biển Đức thứ 16 nói, lòng chúa thương xót là điểm hiệp nhất nội tại giữa Thánh Giáo Hoàng do An Paulo đệ nhị và Đức Francisco. Xin chào quý vị và các bạn, đây là Muối Men Cho Đời, một loạt video về tin tức giáo hội Hoàng Vũ đến từ giáo phận Phú Cường. Thánh Doan Phao Lô Người Phục Hồi Giải Thoát Giáo Hội Trong bài giảng khai mạc Sứ Vụ Tông Đồ Phê ngày Chủ Nhật 22 tháng 10 năm 1978, tại quảng trường Thánh Phê Đức cố giáo hoàng Joan Paul II đã kêu gọi toàn thể hội thánh và mọi người trên thế giới đừng sợ. Đừng sợ, hãy mở, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô. Lời kêu gọi và cung điệu này sẽ là điều đặc trưng cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của ngài và khiến ngài trở thành người phục hồi giải thoát giáo hội. Lòng Chúa thương xót tâm điểm trong cuộc đời Thánh Doan Phaolô II. Đức Nguyên Giáo Hoàng định nghĩa lòng Chúa thương xót là trung tâm thật sự của cuộc đời của Thánh Doan Phaolô II. Đức Doan Phaolô II có cả một thông điệp bàn về Thiên Chúa, đứng giàu lòng thương xót và chính Ngài đã thiết lập Chúa Nhật thứ hai phục sinh là Chúa Nhật của lòng thương xót của Chúa dịp phong thánh cho nữ tu Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Đức Doan Phaolô II qua đời đúng vào kinh chiều 1 đêm trước ngày lễ lòng Chúa thương xót. Điều này đã chiếu sáng giờ qua đời của Ngài, ánh sáng của lòng Chúa thương xót, như một sứ điệp an ủi về sự qua đời của Ngài. Vâng, Lòng Chúa thương xót chính là trung tâm sự thật, nơi cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô đệ nhị. Còn vị đương kim Giáo Hoàng hiện nay được mọi người gắn cho một cái danh xưng là vị Giáo Hoàng của lòng Chúa thương xót và cho lòng Chúa thương xót. Vì sao vị đương kim Giáo Hoàng hiện nay được mọi người gắn cho danh xưng này? Khẩu hiệu Miserando Atque Eligendo Trước tiên phải kể đến khẩu hiệu của Ngài Miserando Atque Eligendo, thương xót và tròn gọi. Một khẩu hiệu rõ ràng ghi dấu ấn của lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của Ngài. Vào ngày lễ Thánh Mắc Theo năm 1953, chàng thanh niên trẻ 17 tuổi, Roger Beccolio, đã được lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến và Ngài đi theo tiếng gọi vào đời sống dân hiến theo bức chân thánh ignacio loyola trong dòng tên khi được chọn làm giám mục để nhớ lại biến cố đánh dấu sự khởi đầu dân hiến trọn vẹn cho thiên chúa và cho giáo hội đức cha petrolio đã quyết định chọn khẩu hiệu và chương trình sống theo diễn tả của thánh bê đa miscerando arque và bây giờ Ngài cũng lấy lại làm chính huy hiệu giáo hoàng của Ngài. Vị giáo hoàng rao giảng về lòng thương xót Chúa. Bên cạnh đó, Đức Đương Kim giáo hoàng xem ra là một vị giáo hoàng có lòng sùng mộ và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa cách đặc biệt. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn từ ngày được bầu làm Giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013 đến nay, rất nhiều lần ngài đã rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc sứ vụ Phe-rô ngày 19 tháng 3 năm 2013, ngài đã mạnh mẽ kêu gọi trong bài giảng không quá 20 phút: "Đừng sợ, sống hiền hòa" đó là lời mời gọi gửi đến mỗi người chúng ta đó là sứ điệp của đức tân giáo hoàng có thể nói đó cũng là đường hướng triều đại giáo hoàng của ngài rõ ràng đơn giản và sâu sắc chúng ta nhận thấy lòng thương xót của chúa được ngài làm rõ nét trong các buổi đọc kinh truyền tin trong đó ngài tuyên bố rằng lòng thương xót biến đổi thế giới cảm nghiệm về lòng thương xót thay đổi tất cả. Nó thay đổi thế giới. Lòng thương xót làm cho thế giới ít lạnh lùng hơn và công chính hơn. Trong huấn từ ngõ cùng các phần tử thuộc Tòa Ân Giải của Tòa Thánh ngày 28 tháng 3 năm 2014, Ngài xác tín rằng cốt lõi của phúc âm là tình thương, hay ngược lại tình thương chính là trọng tâm của phúc âm. Tông huấn niềm vui của tin mừng, Ngài khẳng định rằng tất cả mọi cơ cấu, nguyên tắc, luật lệ và tổ chức của giáo hội đều phải làm sao để hướng về và đạt đến đích điểm tình thương. Bởi vậy, trong thực hành, giáo hội cần phải là một bệnh viện lưu động để chữa lành, chứ không phải chỉ mở cửa đón nhận tội nhân và nạn nhân trở về mà thôi. Ngài đã không đặt luật lệ và tội lỗi trước, mà là tình thương và tha thứ trước. Như chính Chúa Kitô đã tỏ ra với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, hay như người cha tỏ ra với người con hoang đàn trở về. Vì thế, Đức Thánh Cha đã tỏ ra tôn trọng mọi người, kể cả thành phần đồng tính Lý dị tái hôn nhưng không phải vì thế mà Ngài chấp nhận và ủng hộ hành động tội lỗi hay sai trái của họ. Ngược lại, Ngài cần phải làm sao có thể đến gần họ và họ có thể đến gần Ngài để mang họ về với Chúa bằng việc hán cải của họ. Chính vì vậy, Sở dĩ Đức Thánh Cha Francisco đương kim của chúng ta đã bị một thiểu số âm thầm tấn công hay tỏ ra công khai chỉ trích là vì Ngài đã dám động chạm đến nơi được gọi là địa ngục trần gian. Qua những lời Ngài nói và những việc Ngài làm, hoàn toàn phản ánh lòng thương xót Chúa. Một lòng thương xót Chúa mà Satan và ngụy Thần không thể nào chấp nhận hay chịu đựng được. Đến độ, ma quỷ luôn tìm cách xúi dục con người tìm mọi cách quỷ quái nhất và hiểm độc nhất để hủy diệt cho bằng được và mục tiêu trước hết và trên hết của bọn chúng là phải tấn công, đó là vị giáo hoàng của lòng thương xót Chúa và cho lòng thương xót Chúa hiện nay. do đó chúng ta hãy xem kỹ những gì ngài giáo huấn và những gương sáng ngài làm, chứ đừng nghe kỹ hay đọc kỹ những gì chống ngài, rồi trở thành nạn nhân khốn khổ. cũng đừng theo dõi ngài bằng con mắt Pharisee lúc nào cũng tìm cớ bắt bẻ Chúa Giêsu -xu và xuyên tạc việc Chúa làm.